Đây là cái lá đơn của Công an tỉnh Bình Dương, là Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, đã lập ra vào ngày 18 tây tháng 10, 2024. Đề là kính gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương. Đó, gửi ba cơ quan này chứ không có gửi cho bà Hằng nha quý vị nha. Thì nói rằng là thời gian gần đây, sau khi chấp hành xong án tù, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, liên tục tổ chức các buổi giao lưu với khách du lịch tại khu du lịch Đại Nam đã diễn ra vào các ngày 29 tháng 9, 6, 12 và 13 tháng 10, 2024, và dự định sẽ tổ chức cái talk show đó vào ngày 20 tháng 10, 2024. Tức là cái lá đơn này đó là coi như là đã diễn ra trước ngày 20 tháng 10, tức là trước cái buổi mà talk show của bà Hằng tại Đại Nam. Thì trong các buổi giao lưu này, bà Hằng liên tục đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng. Thông tin này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo nhiều dư luận trái chiều trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị của tỉnh Bình Dương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thông báo và yêu cầu cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy tắc nghề nghiệp trong phát ngôn, đăng tải thông tin trên mạng, tuyệt đối không dùng mạng xã hội để giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc, gây phức tạp tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân, nhằm hạn chế việc hình thành những cái xung đột truyền thống trên không gian mạng trong thời gian sắp tới. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bình Dương thông báo các đồng chí biết chỉ đạo thực hiện. Trưởng phòng là Thượng tá Võ Văn Thành đã ký. Thì bây giờ nếu mà nhìn qua cái văn bản này đó, thì quý vị thấy như thế nào quý vị? Cái văn bản này không gửi cho bà Hằng mà gửi cho ba cái cơ quan nói trên, và yêu cầu những cái người này là chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về các quy tắc nghề nghiệp trong cái phát ngôn đăng tải trong thông tin trên mạng. Tức là bà Hằng chưa có nói gì mà những cái người nhà báo, rồi những cái người ở trong hội nhà báo, rồi hội văn học nghệ thuật, rồi ca sĩ, rồi cái này cái nọ lên tiếng để phản đối, phản bác và vu khống, xuyên tạc kịch liệt những cái lời nói của bà Hằng. Cho nên là Phòng An ninh Chính trị Nội bộ họ đã ra một cái quyết định văn bản là yêu cầu những cơ quan trên và những cái cá nhân trên đó phải chấp hành cái nguyên tắc là nghề nghiệp trong những cái phát ngôn của mình, và không được đăng tải trên mạng xã hội ha những cái vấn đề về mà cái việc cá nhân, những cái mâu thuẫn cá nhân hoặc là những cái gì đó mà coi như là không đúng trên mạng xã hội đó, đó gây phức tạp thêm cái tình hình cũng như là an ninh chính trị. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Đó, người ta chưa cái gì hết mà coi như là đã lên tiếng rồi vu khống, được nhục bạn người ta, quý vị thấy không? Cho nên bên phía Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của tỉnh Bình Dương họ làm rất là hay luôn, rất là bài bản. Thưa quý vị, cái văn bản này không có nói gì về bà Hằng nha. Bà nói là chỉ nói rằng là bà Hằng đã có những cái talk show, những cái buổi livestream đưa ra những thông tin mà chưa được kiểm chứng thôi. Tức là họ sẽ kiểm chứng sau. Tức là những thông tin của bà Hằng là những thông tin về cá nhân. Và trước khi mà phát ngôn đó thì bà Hằng cũng đã có những cái bằng chứng gì đó, bà mới dám phát ngôn trước mạng xã hội như vậy và trước quần chúng nhân dân như vậy, thưa quý vị. Cho nên là công an bên phía tỉnh Bình Dương họ sẽ bắt đầu, họ sẽ kiểm chứng, họ điều tra coi những cái lời nói của bà Hằng có đúng hay không. Tuy nhiên khi mà chưa được kiểm chứng đó, thì những cá nhân trên trong Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, trong Hội Nhà báo, rồi Hội Văn học Nghệ thuật đã có những cái thành phần, những cái cá nhân để lên tiếng, để chỉ trích, để chửi rủa, để dục bạo, để xuyên tạc, thì gây như là mất trật tự an toàn, coi như là phía an ninh trật tự và an ninh chính trị của tỉnh Bình Dương nữa. Vì vậy cho nên họ mới ra một quyết định rất là sáng suốt, đó là yêu cầu những cơ quan này và yêu cầu những cá nhân, những cái cán bộ, những cái hội viên của những cái văn nghệ sĩ phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, các quy tắc nghề nghiệp trong những cái phát ngôn đăng tải trên mạng xã hội của mình, và tuyệt đối không có dùng cái mạng xã hội này để mình giải quyết những cái công mâu thuẫn trong cá nhân. Vừa qua các bạn thấy không, rõ ràng là bên phía của hội nhà báo, rồi cái như là
cái gì đó rồi mà báo lá cải, nhưng nếu mà báo chính thống thì không ai làm hết đó quý vị. Những cái nhà báo lá cải lên tiếng nói cái này đó nọ, những cái phát ngôn gây coi như là rất là nguy hiểm. Rồi đây nữa là quý vị, trước mắt chúng ta là một cái tờ báo online gọi là vườn tao ngộ.net gì đó, có một cái bài viết của là một cái người viết là chúa đảo vậy nè, nghe cái tên thấy là khủng rồi đó, rồi nói là coi như là toàn là những lời nói xuyên tạc. Bình Dương Việt Nam trong buổi talk show thông cảm hay vô cảm hôm 20 tháng 10, thay vì quốc sư Minh Tuệ như đã tuyên bố trước đó, thì bà Phương Hằng 53 tuổi, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam kiêm tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam đã khiến công luận ngán ngẩm khi quay xe loan báo bị người của Việt Tân xúi giục lật đổ chính quyền Việt Nam. Ủa? Như vậy thì cái tại sao, lý do mà tại sao những người này họ lại muốn bà Hằng quốc sư Minh Tuệ thưa quý vị? À, muốn bà Hằng sức quốc sư Minh Tuệ để có cái cớ để có cái gì đó mà làm việc hay sao? Bà Hằng chưa nói gì về vấn đề về quốc sư Minh Tuệ hết. Bà Hằng chỉ nói là quốc cái gì đó, quốc không trừ phát nào, nhưng mà không có nói quốc sư Minh Tuệ. Mới có là nửa nửa đường thôi, mới nói nửa đường thôi là đã cái như giãy đành đạch lên rồi, bắt đầu là cái như là đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc rồi. Chừng nào bà Hằng đích thân nói là quốc sư Minh Tuệ cái đó thì lúc đó chúng ta lên tiếng. Chưa cái gì hết mà nói người ta quay xe, tại vì bà Hằng mất cái đó phân nửa thôi, nửa đường thôi. Cho nên khi bà nêu ra những những chứng cứ đó, khi mà cái bà mà đàn bà này Nguyễn Thị Đời vô đây đó, Châu Ngọc Đời vô đây nè, thì khi mà cái bà này tới để nói thì chúng ta đã nghe được những cái lời của bà Hằng nói. Tuy chúng ta không nghe được những lời của bà này nói, bởi vì bà này bà che miệng, mà nói rất là nhỏ đủ cho bà Hằng nghe thôi, cho nên là chúng ta không có nghe được những lời của bà này nói. Tuy nhiên là những lời mà của bà Hằng nói chúng ta nghe đó, mà những cái thành phần này họ vô họ coi như là tắt, coi như là cầm đèn chạy trước ô tô, phải không ạ? Đó, nói rằng là bà Hằng là nói coi như là vu khống cho cái bà người đàn bà này, là cho rằng là bà này bị Việt Tân xúi giục. Nhưng mà thật sự mà nói á, bà Hằng là một người đáng tin cậy hơn. Còn những cái lời của bà này bà nói chúng ta không được nghe, hoặc là chúng ta mà có xem được những kênh YouTube nào mà họ cắt ghép, họ đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc đó, thì chúng ta phải hiểu biết cái người này không đáng tin, mà lại sao lại họ lại tin. Và cái người mà đàn bà là bà Nguyễn Phương Hằng này, những cái lời nói bà thốt ra là như vậy mà họ lại không tin quý vị, cho rằng bà Hằng là coi như là quay xe loan báo người của Việt Tân cái gì xúi giục gì đó đó. Như vậy thì sao, tại sao họ lại muốn bà Hằng lại là coi như là quốc sư Minh Tuệ? Đây là những cái ý đồ của họ thưa quý vị, rất là khủng khiếp đó. Thì họ còn nói thêm rằng là ông Đặng Vĩ cựu nhà báo Việt Nam Net nào đây nè, nói cái gì đây, kêu bằng ngao ngán bày tỏ cho cá nhân khi mà họ ghi họ họ mà họ không ưa bà Hằng rồi thì họ dùng mọi cái luận điệu để họ nó họ chỉ trích, nói rằng cái gì đó, nghĩ khi xem live chị Hằng xem vài đoạn live tối hai qua 20 tháng 10, mình thấy rằng là fan của chị đông nhưng cũng giống như fan của anh Đờm, nhìn fan biết người, nhìn fan của chị có thể phần nào hiểu được sức mạnh trí tuệ của chị. Chị hay anh Đờm có ỷ vào lượng fan mà tưởng mình có sức mạnh rồi ngông cuồng, đó là sai lầm quá lớn. Chị không có sức mạnh gì cả, ngoại trừ duy nhất một cái việc là ghét ai thì huy động đám thần tượng của chị vô report đánh trăm sạch trăm người đó. Cái này là vu khống nha quý vị nha, cái này siêu cao khống nha. Vậy là xong, chứ ngoài đời chị chả đánh được ai, cho nên chị nói người của Việt Tân tới kêu chị gọi fan xuống đường lật đổ chính quyền là chị nằm mơ nữa rồi. Việt Tân nó không có ngu xuẩn như chị nghĩ. Đó, thấy chưa? Là hiểu rồi phải không? Tức là đọc cái này thì chúng ta hiểu rồi đó, phải không? Nhưng dù chị tưởng tượng hay gì, chị cũng sẽ phải vô công an vài lần, sẽ hỏi tại sao chị không túm giữ người đàn bà Việt Tân kia. Nếu quả thật có bà ấy thì chị bị xem xét hành vi không tố giác tội phạm. Nếu không có chuyện Việt Tân thì chị bị quy vào cái hành vi bịa đặt gây hoang mang dư luận, gây mất an ninh trật tự. Nghĩ thư Việt Tân, xưa ông bà ta có câu trăm dâu đổ đầu tằm,
nghĩ có lẽ nên sửa thành Trăm Dâu Đổ Đầu Việt Tân sẽ phù hợp với thời kỳ ta đang sống hơn. Như vậy thì quý vị biết rằng là cái người viết bài này là thuộc phe nào rồi, phải không ạ? Đó, coi như là cái là lấy ông tôi ở bụi này đúng không, nghe là biết liền đúng không ạ? Đó quý vị, như vậy thì sao, làm sao mà bà Hằng có thể là coi như là gọi là chỉ điểm kêu công an bắt một người ta được quý vị? Chỉ có một nguồn qua một cái câu nói thì làm sao mà kêu công an bắt được đó. Rồi cái như một cái Facebooker Hoàng Như Nguyên Vũ gì viết đây đây: một người dân đàng hoàng tử tế là người dân biết tôn trọng luật pháp, biết biết phải trái, biết sai đúng, được biết đúng. Đằng này cóc cần biết chỉ cần tung hô bằng việc đi chửi bới cay nghiệt và nanh nọc với những ai có thể mang lại sự nổi tiếng và sự ca tụng cho bản thân mình. Đến cả ông chân đất đầu trần ăn xin nhân thế như ông Minh Tuệ cũng không tha. Đó. Thì ai là cái người chửi bới quý vị? Bạn bà đâu có đói giờ ai đâu. Mà coi như là cái đám này nó vô là coi như là kiểu giống như là dùng mọi cái lời nói để mà xuyên tạc, để mà bị đặt. Coi như là nhìn thấy là chúng ta biết rồi. Đúng không ạ? Đó. Giờ nhìn cái mặt rất ác nè, đôi mắt long sòng sọc, cái miệng nanh nọc, nói thì nhiều mà liếc với nghiến còn nhiều hơn, trong cái giọng chát khét thực sự bị ám ảnh dựng cả tóc gáy. Làm ơn không ăn năn hối cải thì cứ việc luật pháp sẽ phân định, nhưng bớt gây sợ cho cộng mạng được không? Có thể làm ơn làm phước trả lại sự bình yên cho muôn dân trên cộng mạng này được không? Đó. Trước đó hôm 14 tháng 10 trong buổi giao lưu khán giả ở khu lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phan đòi quốc sư Minh Tuệ. Đòi quốc sư Minh Tuệ hồi nào? Đó. Rồi thì coi như là thưa quý vị, đó, chúng ta thấy rõ ràng không? Những cái tờ báo họ xuyên tạc, đây là những cái bài viết, mà những cái bài viết này á thì nó rất là nghiêm trọng. Cho nên bên phía của phòng an ninh mạng, coi như là phòng an ninh chính trị nội bộ đó, họ đã lên tiếng rất là, họ lên tiếng bằng một cái văn bản và yêu cầu những cơ quan, những tổ chức và những cá nhân này đó phải tuân thủ theo pháp luật. Không có được viết những cái bài viết mà gây hoang mang, dẫn dắt dư luận nên như thế này thưa quý vị. Đó. Và đề nghị cơ quan chức năng phải là làm nghiêm những cái thành phần mà lên trên mạng để viết bài mà khi mà chưa nắm rõ được những cái thông tin mà đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc hoặc là vu khống hoặc những bài khác, thì cái này chắc chắn là sẽ phải bị coi như là những cái lá đơn kiện. Đó. Thưa quý vị, rồi. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho quý vị nhanh một cái thông tin như vậy thôi. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị thân mến. Hôm nay Quốc Võ rất là vui ngồi đây để pha một cái bình trà, mời tất cả mọi người ha. Đố quý vị biết rằng đây là trà gì đây? Thưa quý vị, đây là một cái loại trà của Nhật Bản sản xuất, gọi là Ashitaba. Thì thưa quý vị, cái gói nó như thế này nè. Đây, cái gói rất là đẹp không? Được làm rất tỉ mỉ. Và đây là một loại trà uống vào để cho chúng ta giảm mỡ trong máu, tức là giảm cholesterol, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, giúp ngủ ngon và quân bình lượng đường huyết thưa quý vị. Đó. Thì những nhà khoa học gia đó họ nghiên cứu người Nhật Bản đó tại một cái vùng đảo này nè, rất là hay luôn. Bởi vì những người ở đây họ sống rất là lâu. Những người họ sống coi như trung bình là 90 tuổi và có người họ sống trên 100 tuổi và họ rất khỏe mạnh, không biết bệnh tật là cái gì hết đó. Cho nên những nhà khoa học họ mới nghiên cứu, họ thì ra là những người ở đây họ uống một cái loại lá cây. Cái lá cây này gọi là lá cây Ashitaba, họ đem lá cây về họ phơi khô rồi họ sắc thành nước họ uống. Họ uống vào rất là khỏe. Bởi vậy cho nên những khoa học gia họ mới nghiên cứu và họ chế ra cái loại trà này, thưa quý vị, từ loại lá cây Ashitaba này và đặt tên là Ashitaba. Đó. Trước hết quý vị cùng Quốc Võ mình thưởng thức nha. Thưởng thức của loại trà này. Wow. Ngon quá, thơm ngon quý vị. Thì đây là cái hộp trà Ashitaba. À, tuyệt vời không? Cái hộp trà này họ làm rất là đẹp luôn. Cái bìa cứng thưa quý vị, bìa cứng nè. Bây giờ mình mở ra ha, mình mở ra như thế này nè. Mở hộp ra một cái đó, trong đây mình thấy là có tổng cộng là 6 ngăn tất cả nha, 6 ngăn. Mỗi ngăn chứa 10 gói, mỗi ngăn chứa 10 gói như thế này nè. Là tổng cộng là 60 gói. Hộp trà này bây giờ đó có một cái giá rất đặc biệt thưa quý vị, chỉ có 65 đô la cho hộp này thôi quý vị. Quá rẻ. Mỗi hộp 65 đô la thôi. Nhưng mà đặc biệt trong ngày hôm nay, nếu quý vị nào đang coi cái clip này đó thì quý vị sẽ được khuyến mãi, đặc biệt là mua 4 hộp được tặng 1 hộp. Đã chưa? Mua 4 hộp trà Ashitaba được tặng 1 hộp trà Ashitaba. Đó. Mỗi hộp chỉ có là 65 đô la thôi.
Hộp này có tổng cộng là 60 gói. Mỗi ngày chúng ta pha đó là chúng ta lấy cái bình trà như thế này. Chúng ta bỏ một gói trà vào và chúng ta uống, mỗi lần chúng ta đổ khoảng chừng 2 phần 3 nước thôi thì chúng ta có thể uống được 2 lần nước như thế này quý vị. Sáng uống một lần, chiều uống một lần hoặc là uống cả ngày luôn cũng được nữa. Quốc võ ngày xưa quý vị biết rằng là cholesterol nó cao là tới 365, rất là cao luôn. Bây giờ chỉ còn có bao nhiêu? Hơn trăm thôi quý vị. Rất tuyệt vời luôn, mới khám tổng quát lại. Thử máu xuống còn có 100 mấy à, có 100 hình như là 130 mấy 40 à. Nó rất là xuống rất là nhiều thưa quý vị, rất quá tuyệt vời luôn. Và mình làm việc rất nhiều luôn. Mỗi ngày như vậy đó có vợ ngủ chỉ có 5 6 tiếng thôi, nhưng mà ngủ rất là ngon, ngủ rất ngon. Cho nên khi mình thức dậy mình cảm thấy năng lượng mình nó dồi dào. Đó, mình làm việc mình không biết mệt, thoải mái, mình có thể là nói chuyện với khán giả, mình làm talk show, mình làm về nhạc, mình làm về phim, mình làm tất cả mọi thứ mà cảm thấy rất là thoải mái, không biết mệt là cái gì cả. Nhờ uống trà này thưa quý vị. Đó, cho nên đó là lý do tại sao Quốc Võ muốn chia sẻ loại trà này cho mọi người. Đó, nhất là những sản phẩm từ Nhật Bản hoặc là những sản phẩm từ Mỹ làm sản xuất, cho nên mình cảm thấy rất là yên tâm khi mình uống những loại trà này. Đó, quý vị hãy mau mau mình đặt hàng, điện cho Quốc Võ bằng số điện thoại là 714 247 9474 nha. 714 247 9474. Hoặc quý vị nào đang ở Việt Nam hoặc là quý vị nào đang ở nước ngoài thì quý vị hãy add cái Zalo. Đó, tức là mình liên lạc qua Zalo, mình nhắn tin hoặc là mình điện thoại, nhắn tin là cộng 1 714 247 9474. Mình đọc lại là cộng 1 714 247 9474 để mà liên hệ mà đặt hàng càng sớm càng tốt thưa quý vị, bởi vì sản phẩm nó có giới hạn thôi. Đó. Bây giờ đó thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm thứ hai nữa. Mình chỉ có 3 sản phẩm thôi quý vị, mà sản phẩm nào mình cũng đã dùng qua và mình cảm thấy rất là tốt luôn, cho nên muốn chia sẻ cho mọi người. Sản phẩm thứ hai là đông trùng hạ thảo tinh chất từ Bhutan nhưng được sản xuất 100% tại Mỹ, tức là made in USA. À, quý vị thấy cái hộp không? Cái hộp họ làm rất đẹp luôn, mở nắp hộp ra một cái thấy bên trong kia có một cái chai đông đông trùng thưa quý vị, cái chai này. Cái chai này quý vị, họ design rất đẹp luôn, mẫu mã tại Mỹ làm nha. Được FDA chứng nhận đàng hoàng. Thì thưa quý vị, cái hộp này đó là có 90 viên tất cả, mỗi ngày chúng ta uống 2 viên. Công dụng của nó đó là ngăn ngừa ung thư rất tuyệt vời. Hỗ trợ cho cái việc điều trị ung thư, hỗ trợ cho cái việc điều trị hóa trị và xạ trị. Giúp cho chúng ta là giảm tối đa cái mỡ trong máu, giảm tiểu đêm, tiểu nhắt, bổ thận, bổ gan, bổ phổi. Đó, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, đứng lên ngồi xuống bị đau khớp. Mình sẽ giảm cái tối đa thưa quý vị. Đó. Mình nói chung là cái đông trùng hạ thảo nói chung nó giống như là một cái thần dược thưa quý vị, một loại thần dược vậy đó. Cho nên mà nhắc tới cái đông trùng á, hầu như ai cũng biết hết á. Tại vì những người mà bây giờ họ lo về sức khỏe họ. Sức khỏe là quan trọng nhất quý vị. Chúng ta làm có bao nhiêu tiền? Đó. Cơm áo gạo tiền, nhưng mà chúng ta phải lo tới sức khỏe chúng ta để chúng ta được lâu dài thưa quý vị. Đó, ngoài ra thì quý vị nó còn rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời. Chút xíu nữa cũng phải chia sẻ cho quý vị về Fucodan. Bây giờ chúng ta nói về cái đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo hiện tại bây giờ đó, ngày xưa nó mắc tiền lắm quý vị. Bây giờ một hộp này nó chỉ có 200 đô la thôi. Chỉ có 200 đô la một hộp này thưa quý vị, 90 viên. À, uống một ngày 2 viên. Như vậy là 1 tháng rưỡi là uống hết một hộp này thưa quý vị. 200 đô la trong hộp thôi. Mà nếu như trong ngày hôm nay quý vị nào mà nghe được cái clip này đó, quý vị sẽ có một đợt khuyến mãi tuyệt vời luôn, chưa bao giờ có luôn. Khuyến mãi nếu mà mua 2 hộp này, quý vị sẽ được tặng free một hộp trà này. Hộp trà này giá trị 65 đô la nha. Nếu quý vị nào mua 2 hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 200 đô, tổng cái này là 400 đô. Quý vị sẽ được tặng free một hộp trà 65 đô la. Ngoài ra, quý vị sẽ được tặng free thêm một chai dầu Tibet nữa. Đây nè. Chai dầu Tibet này đó, thưa quý vị, có cái mùi quế nha. Mỹ sản xuất luôn 100%, nhưng mà nó có cái mùi quế rất là gì thơm dễ chịu. Dầu này là dầu nóng nha, quý vị bị đau nhức bình mẩy, bị nhức đầu, bị sổ mũi, bị coi như là con gì cắn, quý vị có thể là xức cái dầu này vô thì nó sẽ hết quý vị, rất là tuyệt vời luôn. Dầu Tibet. À, chai dầu này đó giá bán lẻ là bao nhiêu? Giá bán lẻ là 15 đô la nha, một chai dầu này ha. Nhưng mà trong cái ngày hôm nay đặc biệt, nếu quý vị nào coi cái clip này đó, quý vị sẽ được free chai dầu này luôn. Tức là quý vị chỉ order 2 hộp đông trùng thôi, 400 đô thì quý vị sẽ được free một hộp trà Acetaba và free một chai dầu này nữa. Đồng thời
Nếu quý vị nào đang ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam order thì quý vị sẽ được free ship luôn. Nếu mình ở Mỹ hoặc Việt Nam thì mình được free ship luôn. Còn nếu quý vị ở Canada, ở Úc hoặc là ở Đức hoặc là ở nước khác đó, thì quý vị phải trả tiền ship, bởi vì tiền ship qua nước đó kia rất là nặng. Cho nên quý vị phải trả tiền ship. Còn riêng ai ở Mỹ và Việt Nam thì quý vị sẽ được free ship nha. Hãy mau mau điện thoại cho Quốc Võ ngay. Số điện thoại là 714-247-9474, 714-247-9474, hoặc là add Zalo, số điện thoại là +1 714-247-9474, +1 714-247-9474 để mà order ngay sản phẩm này. Bởi vì sản phẩm có giới hạn thưa quý vị. Đó. Ngày hôm nay là ngày vui cho nên là Quốc Võ là như chơi xả vàng với mọi người luôn. Đó. Đó, mình xin lỗi là khuyến mãi tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào coi được clip này nói rằng là Quốc Võ, tôi đang coi được clip này và tôi thấy ông đang sale quá 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 tuyệt vời đi, thì tôi order ngay. Hai hộp Đông trùng hạ thảo được free một hộp trà Acetaba và free chai dầu luôn, và còn free ship nữa thưa quý vị. Không còn nơi nào bằng luôn, chỉ có Quốc Võ mới có chuyện này thôi. Đó. Rồi, bây giờ sản phẩm cuối cùng là cái gì? Fucodan thưa quý vị. Fucodan là một sản phẩm rất tuyệt vời luôn, ngăn ngừa ung thư rất là tuyệt vời. Người ta nói tới Fucodan là người ta nghĩ ngay đến cái vấn đề về ung thư. Đúng không ạ? Fucodan này tinh chất từ Nhật ha, tinh chất là từ Nhật thưa quý vị, nhưng mà ở Mỹ sản xuất. Cho nên là mình tin tưởng, mình đang sống tại nước Mỹ thì mình tin tưởng những sản phẩm do Mỹ sản xuất. Chứ mình không có phải là sản phẩm mà do Trung Quốc sản xuất là này nọ nha. Sản phẩm này là Mỹ sản xuất 100%, made in USA, có FDA chứng nhận đàng hoàng. Đó, Fucodan này giúp cho cái việc là ngăn ngừa ung thư hoặc là hỗ trợ cho việc điều trị xạ trị hóa trị. Khi mà chúng ta bị ung thư, chúng ta uống Fucodan này á, là chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái sự tăng trưởng tế bào ung thư. Cho nên là quý vị rất là tuyệt vời, ngày xưa Fucodan mắc tiền vô cùng luôn. Nhưng mà bây giờ quý vị biết không, một cái chai này 180 viên mà chỉ có $200 thôi quý vị. Sản xuất tại Mỹ đó chứ. Đó, cái chai này 180 viên mà chỉ có $200 cho một chai thôi quý vị. Nó quá rẻ luôn. Fucodan. Riêng ngày hôm nay, khi quý vị nào coi được clip này, quý vị sẽ được khuyến mãi tuyệt vời luôn, là nếu chúng ta mua hai hộp này, chúng ta sẽ được free một hộp trà Acetaba và được free một chai dầu này. Y chang luôn như là Đông trùng hạ thảo quý vị. Hộp này cũng là $200, hộp này cũng $200. Khi quý vị nào coi được clip này, quý vị điện thoại tới thì quý vị sẽ được free một cái hộp trà và một chai dầu nếu quý vị order hai hộp Đông trùng hạ thảo hoặc là hai hộp Fucodan. Trị giá chỉ có $400 thôi quý vị. Còn quý vị nào mà muốn thì có thể là order một hộp này một hộp nọ cũng được. Ví dụ như hộp này 200, hộp này 200 là 400, thì quý vị cũng được free một hộp trà và một chai dầu này bằng nhau thôi quý vị. Và chỉ trong ngày hôm nay, và coi như là chỉ có là được coi clip này, quý vị nào coi được clip này, quý vị sẽ nói là gọi điện thoại tới nói Quốc Võ tôi mới vừa coi clip của ông đó, có khuyến mãi là mua hai hộp thì tặng hộp trà chai dầu đó. Thì ok, bây giờ còn cái đó không? Thì chắc chắn là sẽ còn thưa quý vị. Đó. Cho nên là mọi người phải nhanh tay nha. Những sản phẩm này Quốc Võ coi như là đã dùng qua và thử rồi, coi như là rất tuyệt vời luôn, và có FDA chứng nhận đàng hoàng ha. Cho nên mình tin tưởng những sản phẩm của Made in USA của Mỹ sản xuất quý vị. Đó. Mama gọi điện thoại 714-247-9474. Nhắc lại là 714-247-9474. Hoặc là số Zalo là +1 714-247-9474 nha. +1 714-247-9474. Mau mau gọi điện thoại cho Quốc Võ để order. Và một lần nữa xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm an lạc nhé. Ok, I love you quý vị nha.